Cái lan này là lan gì vậy cô chủ? Ba kìa. Lan gì kìa? Lan này lan gì vậy cô chủ ơi? Kim điệp, kim điệp. Hả? Cái này là lan rừng ạ? À? Dạ lan rừng. Lan này nè. Dạ. Sơn thủy tiên hả? Sơn thủy tiên. Là nó lan rừng hả? Dạ, lan. Cái này mình mua theo ký lô hay gì cô ơi? Dạ. Một ký bao nhiêu vậy? À, tùy loại hả? Thí dụ như loại của cô đang cầm là bao nhiêu? Còn loại này? 350 hả? À, 150 hả? À. Cái này. Dạ, loại này 150. Cái này 250. À, đây là cái hình mà mình chụp cái bông của nó đây hả cô? À, đẹp quá. À, đây. Nó tùy theo loại, tùy theo giống. Cái này là cái lan gì? Dạ. À, đây là cái lan này đây. Đây. Dạ, 150 một ký. 150 một ký, đẹp quá. À, cái thứ này là cái gì cô? Cái này đây hả? Cái bao nhiêu một ký cô? À, 300 một ký. À, nó tùy theo loại. Còn mình bán cái cây gì đây? À, cái này là cây con hay? À, cũng cây con lan luôn hả? Dạ, à, kỳ hả? Dạ. Cái này là cái lan gì mà nhìn nó thấy nó có vẻ là giống như là cái giả hạt quá hả? À, như cái giả hạt này là một cái đó là bao nhiêu tiền? Đây, giả hạt bao nhiêu tiền kìa? Dạ, đó 100 chậu á. À, 100 chậu hả? Ủa chứ không phải là mình bán à? À, của bà. Giả hạt. Cái này là kèm thôi, hả bà? À. Em đi tập sự với bà. À, đi tập sự với bà hả? À. Em đi làm nhà bà. À, cái đó là nó có thuốc đồ luôn hả? Dạ. Nói chung mình hồi giờ chưa bao giờ mà chơi cái hoa lan này, thành ra không có biết. À, anh chưa chơi qua hả? Đúng rồi, chưa chơi. Chưa chơi thì tập sự với em đây nè. À, tập sự. Đi làm nhà báo luôn. Không, mình đang quay phim mà. À, con đang quay phim. Lên mạng hả? Đúng à. Ơi, em xấu lắm, đưa lên mạng. Không, đưa lan thôi chứ không đưa người đâu. Người đẹp quá mà đâu dám được. Cái này ở đây là ở tại Đức Trọng Lâm Đồng à? Ủa, thế anh không phải người ở đây hả? À không. Ở đây là cái xã gì quên rồi hả? À, cô chủ. À, Bồng Lai hả? À, tại Bồng Lai. Anh ở đâu lại? À, Đồng Nai. À, ở Bồng Lai mà nếu mà các bạn nào đi Đà Lạt mà đi ngang qua tới Bồng Lai mà thấy ngay chỗ cái đoạn tour qua vòng xoay Liên Khương á, thì qua một đoạn thì có chỗ bán lan, bán lan rừng rất nhiều. Răng nè, răng lan rừng đúng không bà? Dạ, lan rừng rất nhiều. À, mình ghé mình mua. À, cái này lan gì vậy bà? Hả? À, lan rừng luôn hả? Cái này bao nhiêu một ký bà? Cái đó 1,5 triệu. Là cái lan gì mà mắc dữ vậy? Tầm. Tầm hả? Lan tầm hả? Dạ. À, để con đi dạo một vòng. Mấy này là của người khác bán hả? Ủa, của em bán hả? À vậy hả? À, cái, cô chủ, đây sẵn đây, cái lan này lan gì cô chủ à? Này là cát. Hả? Cát. Cát hả? Đó, là cát. À, là cái này bao nhiêu? Bao nhiêu tiền một chậu này? Cái này 2,2 triệu. 2,2 triệu hả? À. Mình đi tham quan thế nha, còn cái giống này là giống gì? Cái này là hoàng phi hạt. À, bao nhiêu tiền một chậu? 450. 450. À. Thủy tiên. Cái này thủy tiên tím. À, là nó ra bông màu tím. Cái này là bao nhiêu một chậu? 150. Cái này cũng 150 hả? Dạ không. À. Cái này khác. À, mỗi thứ một giá hả? Dạ. Cái này bao nhiêu? Như cái này. Cái này, cái này là 450. À vậy hả? Ừ, còn cái bông này đẹp quá ha. Dạ. Nó nở khoảng bao lâu thì tàn? Khoảng 1 tháng thôi. À, dạ. Cái này giá cũng mắc à. Dạ, nó hồi đằng này luôn là 450 đó. 450, còn dạ. Cái này? Cái này là kim điệp. À. Dạ, 250. À, 250. Ừ. Đẹp quá ha. Dạ.
Mấy này mình làm chắc lấy nhà mình làm hả? Vừa làm vừa mua lại. Vừa chơi vừa mua lại. À còn cái này? Cái này là thủy tinh trắng. À. Dạ. Bao nhiêu tiền một chậu? Cái này là 500. 500. Ừ. Đúng rồi, quay xong là phải mua một dọc kia. Tính ra là cái số mà cái số lan ở đây là tiền là cả mấy chục triệu à. Ờ, đúng không? Như cái này là cái bông gì đẹp quá. Cái này là thuộc dạng benzo. Benzo. Dạ. Là nó rẻ tiền hả? Dạ, nó vừa tiền thôi. Là qua mua nhiêu tiền? 250 một chậu. 250 một chậu hả? Dạ. Ừ. Không, khi nào mà mình quay về mình sẽ mua. Ừ, ghé vô mua mà. Mua một chậu mà. Ở đây là tại Bồng Lai. Dạ đúng rồi. Bồng Lai ngay gần nhà thờ Liên Khương. À, nhà thờ Liên Khương sát bên nè, ngay trước mặt nhà thờ Liên Khương, là nếu mà mình đi từ Sài Gòn lên thì tới ngay nhà thờ Liên Khương, qua vòng xoay Liên Khương. Dạ, đúng rồi. Làm tới đây là mình ghé vô mình mua. À, cái này. Đó, nó cũng là khoảng cái hàng đó anh. À vậy hả? À. Dạ, nó cũng... Quá chừng ha. Như dạ. mấy cái này sao nhìn nó cùi cùi vậy, nó mắc không? À, bao nhiêu? 450. 450. Ồ, cái cây kia to quá chắc mắc tiền ha. Dạ đúng rồi, cái cây kia chịu 6 lần á. À, chịu 6 lần hả? Dạ. Ừ, quá trời. Ừ, còn cái này sao nhìn cùi quá vậy, bao nhiêu tiền? Cái này 450 á. À, 450 à. Ngọc điện. À, ngọc điện hả? Ngọc điện à. À. Còn cái này là giả hạt hả? Không, trầm. Trầm hả? Trầm tím. Trầm tím. À, là bao nhiêu tiền một cây? Cái này là 250. À, 250. Dạ. Cho giá này luôn đi, biết đâu chừng mình cái này là... Hả? Cái này nó vàng vàng nữa. Kim điệp, kim điệp. Kim điệp nhựa. À. Đây nó giống nhựa này. À, y như nhựa luôn. Ừ. Là bao nhiêu tiền một cây? Dạ 250 một chậu. 250 một chậu. Còn cái này tím tím đẹp quá ha. Dạ. Ừ. Đó là lông tu đá. Bao nhiêu tiền? 180 hả? Đâu cái nào rẻ nhất để mà để giá để mình về mình mua, cái này nhiêu? Cái đó 150 đó. 150, cái này. Là bông gì? 200. 200 rừng nè. Sao nó không có cây, sao nó sống được hay vậy? Đó, nó chỉ xung gió vậy thôi. À, sống bằng không khí à? Dạ. À, hay vậy ta. Em thấy nước Sài Gòn họ. À vậy hả? Dạ. À còn cái này. Cái đó 550 đây. 550 hả? À. À. Dạ. Ừ. Đủ ha. Dạ. Ừ. Bên kia còn nổi trội hơn đúng không? Bên này nổi trội hơn hả? Cái này gì đây? Mấy này biết không? Không biết hả? À. Hay mình qua mình quay mình coi người ta mua được rồi. Hỏi nhiều hỏi. Cái này lan rừng hả chị? À. Cái này bán ký hay sao chị ơi? Đó, bọn đi âm luôn rồi đó, không đi. Thì bán ký có sao đâu. Thôi, đi với đệ lỡ quay phim trúng người ta rồi. Ừ, lan quá trời luôn. Chị ơi, cái giống gì mà đẹp quá vậy? À, bao nhiêu tiền? À, 180 chậu hả? Tưởng nguyên cái này là một chậu chứ. Đâu giả hạt đâu? Đây hả? Giả hạt cái này. À, bao nhiêu tiền một cái này? Cái này có một bông đẹp rồi, 200. Cái này là một bông nó đẹp rồi, 200. À, 200 hả? Còn cái này là hàng dân hạt. À. À, 50. Nghe người ta nói cái giả hạt này á, là cái thứ mà nó cây rừng á, là cái mắt nó ra là nó thơm hơn á, là người ta cây mô đúng không? Cái này nói vậy chứ không phải đâu. À. Cũng cái cây rừng nè. À. À, như cái thân này nó ra cây nè. À. Vô đây là cũng là hàng rừng. À. Chứ đâu có phải là mình không, ý có nghĩa là nó như vậy, có nghĩa là người ta nói lấy từ cái cây mà của cây rừng à, rồi mang cấy ra là nó sẽ ra thành là không phải mô, mô là người ta cấy bằng bằng chiếu xạ. Ừ, bằng chiếu xạ. Còn cái cũng là hàng rừng. Cái này nó cấy ra vẫn là hàng rừng là vẫn thơm. Còn hơn người ta nói cái hàng cấy mô nó không thơm, có đúng vậy? Không phải đâu. Nhiều cái bông là của nó thơm lắm. À vậy hả? Thơm nè, em phải hàng cái mô đâu, đừng à, chê hàng cái mô. Thơm quá trời thơm á chứ. Tại sao kêu hàng cái mô? Ai à, như vậy? À, người ta kêu có cái loại giả hạt là tím hết rồi trắng hết rồi nó đủ hết hả? Như cái số này là giả hạt đây hả? Không. Cái loại giả hạt là
trầm lai bốn rễ. À, như cái này là cái gì mà đẹp quá vậy? À, cái này là trầm trầm rồng đỏ. À. Ừ, nó nhiều giống quá ha. Ở các bạn nào mà có đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt hoặc các cái vùng tới ngay chỗ nhà thờ Liên Khương là sẽ ghé vô đây là mua rất là nhiều lan rừng đủ loại hết mà giá rất là rẻ. Rẻ hơn nhưng mà hàng chính hãng đúng không? Chính hãng là hãng trời cho đó, hãng trong rừng. À, cái bông này bông gì mà đẹp quá vậy cô chủ? Bông này là thủy tiên trắng. À, thủy tiên hả? Bao nhiêu tiền một cây đó, một chậu đó? 200. À, đẹp quá. À, lúc nào khi nào mà mình à đẹp quá trời đẹp ha. 200. Đó, các bạn tới ngay đây là ghé vô đây là mua lan tha hồ ha. Rất là nhiều lan. Bà bán thuốc nữa bà. Bán thuốc, bán phân ạ. À? Đầy đủ chứ anh. À, đầy đủ luôn. Thôi giờ đi phiêu cái đã. Phiêu bạc đã.